Ok, hy vọng là sau video này thì các bạn đã hiểu hơn và có thể tìm được một cách chia line, một cách chia cái đường sai phù hợp với bản thân mình. Nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề thôi. Còn cái việc mà các bạn về nhà, gội đầu, xả tóc, sau đó làm sao để tìm lại được cái đường line đó và làm sao tạo kiểu cho nó đẹp, nó phù hợp với cái đường line đã chia thì nó lại là một câu chuyện khác và có lẽ mình sẽ phải chia sẻ ở một cái video sắp tới thôi. Nếu như các bạn không muốn bỏ lỡ thì hãy like và subscribe kênh YouTube channel này của mình. Ở video này thì mình sẽ muốn hướng dẫn cho các bạn cái cách tự tìm cái đường line, tự chia size tại nhà. Yo, xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Hiện tại thì mình đang ở một khách sạn tại quận 1 của Sài Gòn. Cái chuyến đi này thì mình cũng không mang máy quay theo. Cái chuyến đi này mình đi cũng một mình thôi, mình không mang máy quay theo cho nên video này mình quay bằng điện thoại. Chất lượng nó sẽ không được tốt lắm nên các bạn thông cảm nhé. Ở video này thì mình sẽ muốn hướng dẫn cho các bạn cái cách tự tìm cái đường line, tự chia size tại nhà. Mình biết là cái video này thì mình đã hứa làm cho các bạn từ rất là lâu rồi, phải nói là cách đây hơn 1.5 năm trước. Nhưng mà tại sao đến bây giờ mình mới làm? Đó là vì từ trước đến nay mình đều đi cắt ở những nơi rất là tốt, ở những tiệm có thợ tay nghề cao, cho nên khi họ chia size cho mình, họ chia cái đường line thì họ chia rất là chuẩn, rất là thẳng, thẳng bét, nét căng luôn. Thì mình không cần một cái kỹ thuật hay là một cái mẹo gì cả, chỉ đơn giản là mình lấy cái lược mình chạy lên như thế này là tất cả những cái phần tóc nào ở bên dưới nó đổ xuống dưới, phần tóc nào ở bên trên nó tự đổ lên trên và cái đường line nó tự lộ ra luôn. Đó, nhưng mà tại sao bây giờ mình làm là vì hiện tại cái mái tóc của mình đang bị chia sai lỗi. Cho nên khi mà mình gạt lên nha, bạn thấy không? Khi mà mình gạt lên như này, nó không lộ ra cái đường sai luôn. Đây, không biết làm nào để mà tìm cái đường sai đấy. Trải lên một phát này, nó tóc nó không tự đổ sang hai bên để cái đường line nó tự lộ ra. Đó là vì các bạn còn nhớ ở cái video mình đi cắt tóc 40.000 không? Thì đó mình có nói trong video là lúc đấy họ chia sai không được kỹ, không được chuẩn, cho nên là cái đường line của mình bây giờ nó đang bị lỗi. Và nếu mà trải lên này thì rất khó, không biết là cái đường line đấy nó ở đâu để mà trải đây. Mình thấy là ở nhiều video thì người ta có cái cách là trải ngược hết tóc về đằng sau đúng không? Xong rồi tự lấy cái lược tìm một cái điểm bất kỳ ở phần trán này, khoảng ở đây. Xong bắt đầu kê vào như này và vuốt nó sang một bên, vuốt nó sang một bên như này để tìm cái đường, để tạo ra một cái đường line đúng không? Nhưng mà cái cách đấy thì mình thấy là nó không được chuẩn lắm. Bởi vì như vậy thì nếu các bạn để ý kỹ thì đường line nó vẫn bị rích rắc, nó không phải một đường thẳng, nhiều khi nó vẫn hơi rích rắc như thế này. Cho nên mình có một cái cách này nó hay hơn, mà các bạn có thể thấy là mình tin là tất cả mọi người đều có thể làm được. Và khi mà các bạn làm theo cách của mình ý, thì các bạn sẽ tìm ra cái đường line nó rất là chuẩn luôn. Đây, như thế này. Thay vì các bạn trải hết lên nhá, trải ngược hết xuống. Cái lược này là lược của khách sạn cho nên nó không được tốt lắm. Mình trải mình thấy rất là rít tóc, cảm giác là bị đứt tóc ấy. Cái lược ở nhà thì nó tốt hơn, nó là lược gọi gì nhỉ, sơn tĩnh điện, nó không bị kiểu ma sát nhiều. Đó, trải ngược hết xuống bên trên như thế này. Rồi, sau khi các bạn trải xong nhé, các bạn để ý này, tất cả những phần là tóc dài ấy, các bạn thấy không? Tất cả phần tóc dài các bạn kéo sang bên như thế này. Đó, thì nó sẽ để lại những phần tóc ngắn này, các bạn lại trải ngược cái phần tóc ngắn về phía xuôi xuống bên dưới như thế này. Làm rất là chậm thôi, ở đây không có gương, mình nhìn thẳng vào đây nhìn không rõ lắm, nhưng mà chắc là vẫn chia được. Đó, các bạn thấy không? Lập tức là cái đường line chuẩn nó sẽ lộ ra. Đấy, được dít quá ta. Thấy không? Lập tức cái đường line chuẩn nó sẽ lộ ra, rất là đơn giản, đây là cách rất là đơn giản luôn mà ai cũng có thể làm được. Nhưng mà tại sao mình thấy là chưa thấy có ai làm video hướng dẫn cho các bạn cái điều này cả? Thì hôm nay mình làm video này để mà chia sẻ kinh nghiệm của mình. Đấy, khi mà làm như mình ý, các bạn sẽ thấy là mình sẽ tìm được cái đường line rất là nhanh chóng, dễ dàng và nó rất là thẳng luôn. Đây, các bạn thấy không? Video quay bằng điện thoại, camera trước này thật ra nhìn nó hơi khó nhá. Mình gọi là các bạn vẫn có thể nhìn được và thấy đường line mình nó thẳng không? Chỉ là tương đối thẳng thôi nha, bởi vì khi mà người thợ chia cho bạn không chuẩn ấy thì nó sẽ không giờ thẳng đét 100% được. Khi mà người thợ chia chuẩn thì cái việc chia sai của các bạn nó sẽ đơn giản hơn và lúc nào nó cũng thẳng đét, căng nét. Nhưng mà đây là vì người thợ lần trước cắt cho mình chia nó hơi bị rích rắc cho nên là đấy. Cái cách của mình thì nó vẫn giúp cho cái đường line này nhìn nó khá là thẳng rồi. Đấy, chỉ đơn giản là như vậy thôi, là các bạn đã có tìm được cái đường line của mình rồi.
Mình làm lại nhá. Đó, đầu tiên các bạn trải hết đằng trước giúp mình. Bình thường khi mà tìm đường line là các bạn hay trải ra đằng sau đúng không? Xong rồi tìm một điểm để mà vạch tóc sang hai bên. Nhưng mà cách này thì hay hơn này. Bởi vì các bạn nên nhớ là lúc nào nó cũng vậy. Một phần tóc lúc nào nó cũng dài hơn cái phần tóc ở side bên này. Cho nên các bạn chỉ cần trải hết dàn trước này. Đó, các bạn sẽ tất cả những cái sợi nào dài ấy thì các bạn kéo sang một bên để trải. Tất cả những cái sợi nào ngắn thì các bạn lại đẩy sang cái phía ngược lại. Hơi khó nhìn này. Đó. Là lập tức các bạn sẽ tìm được cái đường line chuẩn ngay. Rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Và có thêm một cái điểm hay nữa ở cái cách chia này. Đó là nếu như các bạn chia cái kiểu giống mình ấy, thay vì trải ngược ra đằng sau để chia thì các bạn trải ra đằng trước để chia. Cái kiểu trải ra đằng trước để chia như mình vừa làm ấy, nó sẽ giúp cho không chỉ là các bạn có một cái đường line thẳng. Bạn thấy thẳng không? Không chỉ là một đường line thẳng mà nó kéo theo là cái phần tóc ở xoáy này nó sẽ luôn luôn vào nếp. Đảm bảo với các bạn, nếu các bạn chia theo kiểu mình, cái tóc ở xoáy lúc nào nó cũng sẽ vào nếp. Còn nếu như các bạn chia theo kiểu ngược lại ấy, thì rất có nhiều khả năng là cái phần tóc ở xoáy này nó hay bị có cái tình trạng là nó bị chìa ra như này đúng không? Nó bị bung ra, nó bị chìa ra. Nhưng mà chia theo cái kiểu của mình ấy, thì cái phần tóc ở xoáy đấy nó không bao giờ chìa cả. Các bạn cứ xoáy theo đúng cái nếp mà các bạn chia. Đó. Thì cái phần tóc ở xoáy nó cực kỳ ôm luôn, cực kỳ ôm luôn. Nó sẽ chạy theo đúng cái nếp mà nó muốn, các bạn chỉ cần xoáy là nó sẽ ôm vào, là các bạn thấy không bao giờ chìa luôn. Đấy. Đấy nhá, mình còn chưa cần sấy nhá. Đây là mới chỉ tóc ướt vừa gội đầu xong trải thôi mà nó đã ôm như thế này rồi. Thì khi nào sấy các bạn dùng freestyle vào nữa thì nó còn ôm hơn nữa, vuốt sắc và nó còn ôm hơn nữa. Không bao giờ nó bung. Đây, các bạn thấy không? Phần sấy tóc nó sẽ không bao giờ bung luôn và đường line của bạn sẽ rất là thẳng. Đấy, video nó chỉ có vậy thôi. Cái mẹo nó rất là đơn giản mà không hiểu tại sao chưa có ai hướng dẫn, chưa có ai làm video hướng dẫn cả. Thì hôm nay mình chia sẻ cái kinh nghiệm này lại cho các bạn. Cái lý do mà tại sao đến bây giờ mình mới chia sẻ thì là mình đã nói ở đầu video rồi đó, đó là vì ngày trước ấy, mình không cần phải làm phức tạp đến vậy. Mình chỉ cần lấy cái lược hất nhẹ một cái như này là tất cả những phần tóc ở bên này đổ sang bên này. Phần tóc ở bên dưới nó tự đổ xuống bên dưới. Vì cái người thợ chia cho mình đã chia cho một cái đường line rất là thẳng rồi. Tóc nó tự theo nếp đấy luôn. Không có kỹ thuật hay là một cái mẹo gì cần phải áp dụng ở đây cả. Nhưng mà bây giờ cái tóc mình đang bị lỗi, và nếu như tóc bạn cũng đang bị lỗi như mình, hoặc là các bạn đang fix lại cái đường line, thì có thể là cái việc tìm cái đường line lúc này nó đang hơi khó, thì các bạn hãy thử làm một cách giống mình. Thay vì trải sang sau, hãy trải ra đằng trước. Rồi tất cả những phần tóc nào dài gạt chia đây, gạt nó sang bên xong trải, gạt sang bên xong trải. Tất cả những phần tóc ở dưới thì cũng làm ngược lại, gạt nó về bên này xong trải xuống. Thế là xong. Đấy, các bạn sẽ thấy không? Không những có một đường line chuẩn mà cái phần tóc của xoáy này nó cũng không bị bung ra này. Rất là ôm luôn. Yo, vừa quay xong rồi thì mình mới nhớ ra một cái mẹo, đó là các bạn hãy nhớ này, tóc mà càng khô càng cứng thì nó càng chìa và càng khó chia. Nhưng nếu tóc các bạn càng ẩm, càng mượt, càng mềm thì nó lại càng dễ chia. Vậy nên nếu như khi các bạn lúc đầu mới làm theo cái cách mà mình vừa mới hướng dẫn mà các bạn vẫn cảm thấy nó khó chia quá, tóc nó vẫn hơi chỉa ra, các bạn rất là khó để tìm cái đường line, khó xác định cái đường line, thì hãy cố gắng sử dụng những cái sản phẩm làm sao để cho tóc nó mềm mượt nhất có thể. Ví dụ như các bạn có thể dùng đầu tiên là hãy xả bằng dầu xả này, tóc sẽ mềm này. Có thể dùng thêm hair serum, hoặc là có thể dùng thêm hair tonic. Bất cứ một cái sản phẩm nào mà làm tóc trở nên mềm mượt, ẩm hơn thì nó sẽ dễ chia hơn. Đừng cố gắng chia line chia sai khi mà tóc các bạn khô hoặc là chỉ hơi ẩm ẩm, mà hãy làm tóc ẩm hẳn như kiểu các bạn vừa gội đầu xong ấy, thì là cái lúc đó tóc nó sẽ dễ chia nhất. Nhớ dùng dầu xả nha, để tóc nó mềm mượt, càng mềm mượt thì nó sẽ càng dễ chia, nhớ nha. Đó, thì video nó chỉ đến đây thôi. Hy vọng là các bạn thích video này. Nếu thích thì like và subscribe kênh YouTube channel được mình. Và đừng quên ghé thăm fanpage và website của Paradox Grooming để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm tạo kiểu phù hợp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.